chạy rẽ đất luôn đến từ Rift và Inside đúng không? Nhưng bây giờ chiếc xe này sắp phát nổ rồi, và liệu rằng có kịp hay không đây? Vẫn có cho mình một nhà kho, nhưng không kịp đến từ Rift. Trong khi đó Monty sẽ bị confirm mà thôi. Đây rồi, Solo G đem về cho mình điểm kill này mà thôi. Lùi về là gì Soli muốn làm, Soli còn muốn cướp thêm cả chiếc xe đối phương nữa cơ. Là sẽ hợp lý hơn, dành cho set ở khoảng thăm mình tiếp theo. Còn phiếu này thì bên phía team Deplot Kia, sau khi để mất một người của Sonic thì họ quyết định chơi chậm hơn rồi. Một khu vực cắt nhà, rìa vòng bo. Và liệu rằng 4 bắn 3 pha thế này có là ổn cho bên phía team Deplot Kia hay không đây? Rất nhiều đồ trả vào, thêm cả bom Blue Zone. Không chỉ có một quả đâu, hai quả được trả ra liên tiếp. Nét tốt đến tình của Tôn, ăn trọn luôn, dành cho vị trí Miura cùng với Americano. Quá ghê gớm, nhưng pha cẩu nét, mặc dù không có lượng thông tin, nhưng cái phán đoán của họ là vô cùng chính xác nên bên phía team Deplot Kia. Và chỉ có đó Ventus mà thôi, sấy không được rồi Ventus ơi. Quá khó, tham mình chẳng có nét ra là vừa đủ, nhưng đối phương quá đông hãn, nông được hai và không thể làm gì hơn. Nhưng với quả nét vừa rồi, nó kết liễu cho anh chàng Hardwill. Vậy là bắt được 4, nhưng vẫn là đổi lại được 1 đến từ đội hình bên phía team Sonic. Nhưng tôi nghĩ rằng với tình huống mà bắt được 4 đổi 1 thế này, thì với một đội tuyển như Sonic, anh nghĩ rằng họ cũng sẽ rất là vui vẻ. Chính xác. Để đổi cho mình cái kèo thôi, một kèo cực kỳ thơm đúng không? Chính xác. Vẫn thể cứu lại cho mình một người. 4 đổi 1 thì chắc là đội tuyển nào cũng muốn đổi. Mà nhưng công nhận không thông tin nhưng mà ném quả nết thì tín thật. Ừ, hai quả nết, hai người đều đi, rất gọn gàng mà thôi. Và phía này cũng đang là nhận một lượng sát thương đến từ nết, đến từ bên phía Exo Clan. Họ đã quá gần đối phương rồi. Trong khi đó thì Himat tài con đông vào bộ đôi bên phía team LSG. Một khu vực gốc cây và một tảng đá không thể nào đủ được dành LSG. Và chúng ta đem về 4 điểm kill tại khu vực Darkwood Devil. Một khu vực rất đẹp và đội hình bên phía team Serbury Sport chỉ việc ở trong nhà bắn ra phía bên ngoài thôi. Hàng tỷ những quả số 1 trả ra đến từ đối phương, nhưng mà chừng đó thôi không thể nào che mắt đi bộ đôi. Đó chính là Himat cùng người đồng đội của mình. Còn pha sấy này thôi, bye bye Drop King của bên phía team Falcon. Và thêm những người tiếp theo, đó là Siêu Gem và Capitan. Một cái hôm quá đẹp dành cho đội hình bên phía team Petrocarot. Cứ thế mình, Xlab và người đồng đội của mình đem về những điểm kill khá là gọn gàng. Và bây giờ thì Emil có lẽ tầm này sẽ là cái thời điểm đẹp nhất anh ta nằm rồi. Quả nết trời ạ. Ui may một quá. Máu, đúng một máu là gì ta theo dõi, nhưng mà lại còn hai quả nết chặt đầu nữa thì chấm hết. Quả nết theo thì tôi chịu thôi. Quả nết đầu tiên trong tình huống biến thành một máu thì đó là sự may mắn đúng không? Và bây giờ còn tiếp tục tiến đưa thêm cả thêm bên phía team Thiên Thần Phai ở vị trí top 13 nữa cơ. Một cái vòng bo khó chịu mà các đội tuyển di chuyển vào sau với khu vực đó là Cut Devil, gần như phải nhận cho mình kết cục duy nhất đó là rời cuộc chơi. Chính xác. Không đội tuyển nào muốn di chuyển vào cái phố có thể nói rằng là khốc liệt. Và bây giờ thì hãy cùng xem đội hình bên phía Exo sẽ mất bao nhiêu người đây. Và quả pháo cối này, ui, nó không được chính xác như quả pháo thứ hai vừa rồi. Đúng. Trong khi đó thì pháo cối của Tiên Bay Sport lại đem về một điểm kill. Và không ai khác lại là Petrocarot Xlab ạ. Một tình huống bắn thẳng vào những xe đang đỗ và khiến cho đội hình bên phía Petrocarot gần như tan vỡ từ pháo cối vừa rồi. Quá kinh khủng. Chúng ta không được xem đến pha thi đấu đó, nhưng bây giờ có vẻ như Fakeland cũng đang ngửi thêm điều gì đó. Họ đang rất gần với tên Petrocarot. Trong tình huống này thì Veronica 7 cũng đang đã táp là cực kỳ chuẩn xác, khiến cho Fakeland đã mất đi cái tên Ghost Star rồi. Và ở đây là một tình huống đẩy lên Pao Pao nhưng bị bắt lại Biscuit, lại là khẩu M219 quen thuộc đến Biscuit của Axen. Và giờ thì Fakeland đã cũng xem nào liệu có để xử lý đây không đây, khi mà Axen đã bị bắt lại đến từ vị trí của Fake. Nhưng tình huống táp vẫn đang là quá hiệu quả. Gym của Fakeland là gặp khó. Một thế trận mà Fakeland hay tất cả những đại diện đang có mặt ở góc 6 giờ gần như là không có nhiều lối để ra. Fake bắn khẩu Skyline xấy hết cả băng nhưng chưa thể nào knock out được thêm một người đến từ đội hình Team Petrocarot Road. Và anh ta không còn một cái lượng đồ nào cả vào đây. Thì đó là pháo cối người Việt Nam. Nó phải khác. Quá đẳng cấp, Exan của U3 là đội tuyển vừa bay màu trong pha pháo cối vừa rồi đến từ đội hình bên phía team Serbody Sport chúng ta. 7 điểm kill trong game thi đấu cuối cùng và chúng ta ngay lập tức lên cho mình đó là vị trí thứ 12 với 20 điểm. Và bây giờ các đại diện khác có đang va vào nhau rồi. Pero chỉ còn lại đúng một người mà thôi. Inside đạp lửa, một con lửa quá đau dành Inside và Inside cũng ra đi luôn. Top 9 là gọi tên Exo Clan. Càng ít đại diện thì đội hình bên phía team Serbury Sport sẽ càng có cho mình những cơ hội lên điểm, khi mà những cái tên đó lại là cái tên đứng trước đội hình bên phía team ấy. Đó là Serbury Sport. Có thể kể đến như là Axen, đội hình bên phía team Falcon hay là Fake Clan nữa. Vâng, kẻ thù chính kết chúng ta từ đầu ngày bây giờ đã bay màu rồi. Và trong tiếng bắn vừa rồi thì đó là tuyệt vời đến từ Gilmin, một khẩu ốp đến từ đội hình bên phía team Veronica 7. Alex thì bị knock out, tuy nhiên thì Salut cũng đã có mặt để cứu trợ kịp thời. Những Tailu thì họ đang liên tiếp gây ra sức ép, họ đã cố gắng mở cánh ra góc 7 giờ để bắn phá những đại diện góc 6 giờ. Nhưng Linh Su vâng rất may mắn nhưng không, tôi đã nói quá sớm là mà Gumin vẫn còn một khẩu ốp ở đây. Và đó sẽ là điểm cứu thứ 5 dành cho Veronica 7 Funpin.
Chúng ta xem lại từ replay đến từ Server Esports. Và đây là một tình huống mà có lẽ là quả pháo cối đến từ tên Himat. Himat nhìn vào căn tôi quá ghê gớm. Đó là bắt triple kill Himat từ pháo cối vừa rồi. Nó quá tuyệt vời. Một cái viên đạn pháo cối giữa đầu U3 và những người đồng đội. Cuối cùng chúng ta không để bỏ đi lỡ đi cái câu chuyện đó là được xem lại một từ replay đúng không em? Chính xác. Cứ tưởng chừng mọi thứ sẽ là hơi đáng tiếc cơ. Có rất nhiều đội tuyển sử dụng bằng pháo cối nhưng chỉ có Server Esports là người thực hiện liệu về chữ Excel. Trong khi đó các tên bên phía Petrograd Summer cũng bye bye luôn rồi. Top 8 mọi tên bên phía Petrograd tại game thiếu này. Thật sự là khó thở đi, vẫn đang còn rất nhiều đại diện đầy đủ cho mình cả 4 người. Có thể kể tới những đội hình bên phía team Danawa Esports và Server Esports và thêm cả một vài cái tên nữa, nhưng rõ ràng họ đã gặp khó và nhất là cái tên Veronica 7. Và vừa nói xong thôi, Heaven phải nằm xuống với tất đạn tắp là chuẩn xác đến từ solo gì. Đúng lúc này đội hình Danawa Esports đang muốn đẩy lên để đem về cho mình thêm điểm kill nữa. Tôi mong là Danawa có thể mất đi đến 1-2 người và chúng ta lại có thêm những điểm kill cầm về trong một thời điểm nhạy cảm. Và đó là những điểm kill được cộng vào dành cho đội Server Esports, nâng điểm kill lên là con số 9 cực kỳ ấn tượng. 9 điểm kill và chúng ta ngay lập tức có mặt trong ngôi vị đó là top 9 luôn với 9 điểm kill. Bây giờ còn cách đó là 3 điểm với đội hình bên phía team Petrograd mà thôi. 3 điểm nữa sẽ góp mặt trong vị trí top 8. Và ngay lập tức đội hình bên phía team Tailu cũng đã xuất hiện ở trong pha thi đấu này rồi. Nhưng tay con vương vị trí confirm như thế anh chẳng xem. Bắn là ra từ đội hình bên phía team Server Esports khi mà khu vực vòng bò chúng ta là quá đẹp rồi. Còn với Danawa Esports, họ đang bắt đầu tình huống tan vỡ về người. Chỉ còn lại bộ đôi đó Soul và Loki mà thôi. Eric và người đồng đội của mình vẫn đang có cơ hội được chạm đến đội hình bên phía team Danawa Esports. Nhưng còn với Tailu thì sao đây? Người cuối cùng đó là LGQQ. Và anh chàng này quyết định đó là quyền sinh của vòng bò với phase thi đấu thứ 6 và cũng là top 6 luôn thành Tailu. Sonic cũng đang có cho mình góc thi đấu ở trong bo và gần như với khu vực căn nhà này thì sẽ làm câu chuyện nước sông không phạm nước giếng với cái tên bên phía team Server Esports thôi. Rõ ràng rồi. Hai cái tên này sẽ bắn tất cả đội tuyển phía bên ngoài, có thể kể đến như đội hình Dejet Gaming, Danawa Esports và Veronica 7. Vâng, và vừa rồi thì Mat lại knock out được Flash. Và tầm này ai sẽ người cứu Flash đây? Không ai. Thật sự là không ai. Vòng bo bắt đầu chạy rồi. Flash xe đã lật, gần như là không có cách nào để cứu lại Flash trong pha thi đấu này. Và đây chết Gaming cũng chỉ còn lại đúng một người thôi. Đội bên phía Veronica 7 đang muốn đẩy về khu trung tâm và liệu rằng đủ sát thương để có chịu hay không đây. Táp là rất dính đến từ Hải Saki. Soul cũng góc vui trong pha thi đấu này. Xa lút đốc với người thứ ba ở bên phía team Veronica 7. Và bây giờ sẽ được confirm mà tôi Gilmin góp cuộc vui. Và gần như đội hình bên phía team set chúng ta cũng đã bắn tất cả các tên còn lại. Lòng bò này là bò quá đau khi đây là phẩy 7 rồi. Liên tục tiếng mất người đội hình bên phía team Danawa Esports. Quá khó thở đi. Và trong lúc đó đã là 12 điểm kill đến đội hình bên phía team set. Và còn có thể là nhiều hơn nữa cơ. Một thế trận đó là 4 đấu 3 đấu 1. 3 đấu 4. Và bây giờ Belmod đang ở phía đằng sau lưng. Nhưng mà gần như vòng bo đã tới rồi. Cơ hội dành cho Belmod không phải là nhiều trong pha thi đấu này. Vị trí của Himat đây rất là thoải mái thôi. Belmod quyết định đó là cắn máu ngoài bo. Và sớm thôi anh nghĩ rằng Belmod cũng phải rời cuộc chơi. Một tình huống nhấp nhạt trỏm đầu đến Soli. Tiếc thay Soli ý đạn quá. Và trong pha thiếu này từ Tôn Tôn bị out bởi vòng bo. Một tình huống tính toán là sai lầm đến từ Tôn. Và đội hình bên phía team Sonic chỉ còn lại hai người mà thôi. Hai đầu 4 tap là quá thoải mái. Soli vẫn còn đó là hai quả nét nữa cơ. 24 viên đạn mini 14 tôi nghĩ rằng cũng là đủ. Bởi vì nét thôi là ok đến đội hình bên phía team Server Esports. Một đấu 3 trong pha thiếu này. Và đây sẽ là một cái top 1 15 điểm kill dành bên phía team set hay không đây. Hải Saki mắt và tay con từ từ đã nào swim gì còn đó là khẩu gô ra trên tay. Và đây là pha thi đấu đội hình bên phía team Server Esports phải chậm lại một nhịp rồi. Cứu solo gì xong rồi chơi cũng được, không vấn đề gì cả. Không được gì phải nhất thiết quá vội vàng ở trong một tình cảnh 2v1 mà chúng ta vẫn có thể cứu được người lên. Đồ đạc thì gần như là không còn nhiều nét nữa. Tầm này thì chúng ta đành phải chấp nhận là bỏ đi chữ Himat thôi. Một tình huống di chuyển đã bị bắt lại đến từ stream gì. Nhưng sau khi cứu solo gì lên thế trận 3 đánh 1 là một cái thế trận gần như là như trẻ tre. Nhưng quả nết thì cũng đã kết thúc đi vị trí của solo gì. Tiền vòng bò tôi nghĩ là vẫn sẽ đủ kịp để được cứu lại solo gì ở trong thời điểm hiện tại thôi. Khi mà tài con và những đồng đội đang liên tiếp trả ra những cái quả đồ để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Và bây giờ thì một người bắn tầm xa, một người đẩy tầm gần, tiếp tục là những cái tình huống ném flash để được khiến cho stream gì không còn góc bắn nữa. Và đó sẽ là cái top 1 dành cho đội bên phía Server Esports với tổng cộng là 15 điểm kill. 15 điểm kill vào top 1 đó là những gì chúng ta chờ đợi trong ngày thứ hôm nay dành đội hình bên phía team Server Esports.